Bye bye. Bye bye, đi làm cẩn thận nha. Hôm nay là thứ hai, mình cũng sẽ qua shop, nhưng mà có điều là bây giờ còn sớm. Thường thường thì mình sẽ ngồi cà phê một tí xong mình qua shop sau, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi qua quận 2 chơi. Dạo một tí. Lâu rồi mình không có chạy xe nhiều. Thường thường thì chỉ chạy xe từ nhà đi qua shop thì chỉ có 1-2 cây thôi, nên ra là nhiều khi cũng hơi buồn. Trời. Only you can make all this world seem wrong. Phải công nhận là cái bộ nhâm thanh dĩa của mình đang chạy đó, sướng dễ sợ luôn á. Đi vô hẻm là không nghe một cái gì hết trơn. Hiện tại thì mình vẫn đang rô đai cộng Sơn, thành ra là Sơn nó vẫn sẽ có những lúc nó sẽ hơi kêu một chút xíu. Thì quá trình rô đai nó giúp cho cái bộ Sơn với lại nhông dĩa nó hợp với nhau. Sau 500 cây thì mình sẽ tăng Sơn lại, canh Sơn lại, vệ sinh Sơn và xịt lại cái dưỡng Sơn, thì chắc chắn 100% là nó sẽ êm, rất là êm luôn. Những anh em nào mà muốn hiểu thêm về kỹ thuật của xe mô tô đồ này kia đó, thì có thể theo dõi cái fanpage của AMV. Tại vì là đôi lúc thì mình sẽ có những cái bài viết về kỹ thuật ở trên đó. Vừa rồi thì mình có bó một cái bài viết kỹ thuật là rô đai nhông sinh dĩa đó. Có nhiều bạn thắc mắc với mình là ủa tại sao nhông sinh dĩa mà cũng được cần phải rô đai. Thì đúng rồi, thì tất cả những cái bộ phận chi tiết mà nó chuyển động, những cái bộ phận cơ khí mà nó chuyển động đều cần phải rô đai hết á. Ủa chiếc Vespa này nghe cái tiếng bô hay quá. Trời ơi má, không biết có chạy chỗ nào không nữa. Má đang chạy ngon lành tự nhiên thắng tặc lại. Má thiệt. Lâu quá không qua Sala chơi. Mấy bữa nay mở shop xong là bận biểu khủng khiếp luôn. Thành ra là có làm vlog đi nữa thì cũng làm ở gần nhà không à. Giờ thì shop nó cũng đã dần nó ổn định tí xíu rồi, cho nên là có thể để cho Best of Seven ở shop coi shop. Hôm nay đi qua quận 2 chơi là anh em biết để làm gì không? Dạo trước không có ai thì mình làm. Người nào rảnh rủ Vinh Phan với lại Kit Jet ra đồ tập tành thử. Trượt bánh shit, vậy là phải thay vỏ xe rồi. Vỏ xe nó không ăn đường, thành ra là mình búng ga phát nó rip luôn, chứ nó không có bám xuống đường để nó dở cái đầu lên. Thử lại số 2.
2, thứ 2 là ngon. Nóng hết người luôn rồi. Có một cái bị là tại vì cái bánh xe của mình á, cái vỏ xe của mình nó bị rip. Nó rip rồi thành ra là khó để mà bóc đầu á. Nó ăn đường hơn thì chắc chắn là sẽ bóc đầu hơn. At this moment that he knew he fucked up. I'll be right tự nhiên làm một cái cú đó mém nằm dưới đường luôn, thành ra là nhát tay rồi. Ơi shit, nghỉ ngơi để lần sau bình tĩnh lại rồi chơi tiếp. Má ghê quá, tự nhiên đúng cái lần đó nó lên quá chỉ cao luôn, thành ra là mình không có trở tay kịp. Thôi đi về shop. Má ơi, tập cái bốc đầu á anh em, là mình sẽ hơi phải đánh đổi một chút xíu. Thứ nhất á, là mình phải tìm ở một cái chỗ nào đó mà thật là trống trải, giống như hồi nãy á, là không có xe qua lại nhiều ha. Và nếu mà có xe thì mình nên giữ khoảng cách. Và cái thứ hai á, là mình sẽ đánh đổi một cái nữa, là chính là cái bộ nồi của xe thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ bị trượt và nó sẽ bị hao mòn nhiều hơn là mình đi bình thường như thế này. Cho nên là cái thời điểm mà tốt nhất để anh em có thể tập bốc đầu á là thời điểm mà trước khi anh em thay bộ nồi. Tức là ví dụ như anh em 1 tháng nữa anh em thay bộ nồi phải không? Hay là 2 tháng nữa anh em quyết định thay bộ nồi thì mình sẽ tập bốc đầu trong khoảng thời gian đó. Rồi tập xong rồi bắt đầu thay bộ nồi luôn, kiểu vậy. Và đặc biệt hơn đó là cái việc mà anh em tập bốc đầu này nó rất là nguy hiểm. Có thể là sẽ bị té, giống như hồi nãy mình mém bị té đó. Giống như là anh em đi tập trượt patin vậy đó. Kiểu gì nó cũng phải có một lần nào đó nó sẽ có rủi ro, nó té hay gì đó. Trừ khi nào mà anh em hay lắm rồi, anh em tập tới cái lúc mà anh em bốc đầu được luôn rồi mà không té luôn. Nhưng mà có điều là tới lúc mà anh em bốc đầu được rồi, anh em có chắc chắn là lúc đó anh em sẽ không té nữa không? Sẽ có nhiều bạn hỏi là xe nhỏ bốc đầu được không? Được nha, 150 vẫn bốc đầu được, xe 110 vẫn bốc đầu được. Mình chắc chắn là sau video này sẽ có nhiều bạn hỏi cái cách mình bốc đầu như thế nào. Xin lỗi các bạn là mình không thể chỉ các bạn được. Video của mình là có cả những cái bạn học sinh nữa. Và mình không có muốn cái kiểu giống như là cổ suý. Chắc chắn là sẽ có nhiều bạn học sinh hoặc là sinh viên năm nhất, năm hai gì đó coi cái video của mình. Và nhiều khi là sau video này là xách xe ra đâu đó ở gần nhà rồi tập bốc đầu thì cái đó không nên. Ok, và anh em nhớ bấm like, bấm một nút subscribe, đăng ký ở bên dưới theo dõi các mô tô lớp tiếp theo của AM nha. Và đừng quên ủng hộ cho AMV Shop nha. Dịp cuối năm này rồi thì mình có trữ một cái lượng nhớt khá, cho nên là anh em cứ việc qua bên AMV Shop để thay nhớt nha. Và đôi lúc mình sẽ có những cái chương trình khuyến mại dành cho anh em thay nhớt hoặc là gắn đồ chơi.
anh em có thể tham khảo thêm ở trên trang web của shop amv.com nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.